Đây là cách mà chúng ta vẫn hay bảo quản và lưu trữ những chiếc áo dài của mình. Những chiếc móc nhựa hoặc là những chiếc móc nhôm như này sẽ không bao giờ có thể chịu nổi được sức nặng của những chiếc áo dài, và những chiếc cầu vai nhỏ này gì sẽ làm cho hỏng chiếc áo dài của các bạn rất là nhanh. Và đây chính là giải pháp của tôi dành cho anh em, một chiếc mặc áo cầu vai to cộng thêm một phần móc bằng kim loại cực kỳ chắc chắn. Thêm vào đó là một chiếc túi vải không dệt rất ok để dành cho những chiếc áo da xịn sò. Đây chính là cách tôi vẫn bảo quản những chiếc áo da của khách hàng. Có một phần không gian trống ở đây để anh em có thể nhìn thấy ở phía trong nó chiếc áo gì. Chiếc dust bag này sẽ giúp cho chiếc áo không bị nấm mốc và không bị bụi bẩn trong thời gian 6 đến 9 tháng nằm trong tủ. Anh em có thể mua bộ sản phẩm này trong TikTok Shop nhé.